Thêm một vấn đề liên quan đến những bất cập trong việc phân bổ giáo viên. Mới đây, tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Park đã thừa nhận bổ nhiệm thừa 32 hiệu phó, hợp đồng thừa hơn 500 giáo viên và để chống chức danh trưởng phòng giáo dục và đào tạo của huyện này trong thời gian dài. Điều đáng nói là số giáo viên ký hợp đồng dư thừa này được các trường dùng tiền chi kinh phí hoạt động và một số khoản thu chi khác để chi trả. Và mức lương chi trả cho các giáo viên hợp đồng này thì rất thấp, chỉ khoảng 1-2 triệu đồng một tháng. Theo đại diện của ban nhân dân huyện Krông Park, việc hợp đồng giáo viên dư thừa như vậy là do huyện không nắm được tình hình thực tế tại các trường và dẫn đến việc ký hợp đồng dư thừa so với biên chế. Hiện huyện Krông Park vẫn đang chờ chỉ đạo xử lý từ phía của ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.